Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 128 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 6 chương 173 lần đầu Tô Sáng đưa tay giúp Đường Vũ lấy sợi tóc rũ xuống mắt rồi mới trở về trường. Đường Vũ phong cách đơn giản trắng đen quen thuộc của mình. Cách ăn mặc này tuy hơi đơn điệu bảo thủ nhưng mà tù sáng thích. Đường Vũ chẳng có hề nhớ vừa rồi mình làm một việc rất tàn nhẫn với Minh Duệ. Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, không có che giấu được niềm vui. Cái miệng nhếch lên thành cái độ công rất là khoa trương, còn làm một cái mặt quỷ tinh nghịch. Không nghĩ một ngày có người hỏi kinh nghiệm tình cảm chứ. Tù sáng, cười nhẹ, kéo đường vũ sát vào trong người, lòng có một chút chua xót Đúng là nha đầu đáng thương. Sống tới tuổi này rồi, chỉ vì có người nhờ tư vấn tình cảm mà vui vẻ đến thế. Đáng lẽ sơ trung, muộn nữa là lên cao trung, đây là chủ đề thủ thủy trong đêm của các cô gái rồi. Thế nhưng, đường vũ không có người bạn nào đủ thân để mà chia sẻ những tâm sự của thiếu nữ. Con người là một động vật có tính xã hội, dù đường vũ chăng nữa cũng có nhu cầu cần kết bạn. Chỉ một mình tô sáng là không có đủ lấp đầy cái khoảng trống cô đơn đó. Bây giờ cô có ba người bạn nữ cùng phòng mỗi người một cá tính một mục đích cuộc đời nhưng mà bọn họ chỉ là chị em tốt hôm nay lại có một nam sinh xin cô tư vấn cái chuyện tình cảm đường vũ cảm thấy cái thế giới của mình đột nhiên tràn ngập màu sắc cuộc sống đang thay đổi ngày tốt hơn đường vũ chưa có bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy vậy em tư vấn cho tiểu kiều thế nào rồi tô sáng cũng rất tò mò cái lần tư vấn đầu đời của Đường Vũ sẽ thế nào. Đúng thế, chàng trai xin ý kiến Đường Vũ chính là Trương Tiểu Kiều. Tô Sáng chiều nay chỉ thoáng nhìn một cái đã đoán được đầu đuôi câu chuyện rồi. Đường Vũ hai con mắt sáng ngời. Hai người yêu nhau bất kể khởi đầu ra sao, trải qua sóng gió trải nghiệm thế nào, nhưng mà thực sự có thể ở bên nhau lâu dài cần phải có bản tính tương đồng. Tính cách của Tiểu Kiều khá giống anh, cậu ấy cũng là người thích sự tĩnh lặng tư âu tuy là bạo dạng tích cực hơn nhưng cũng có mặt thích sự bình lặng cô ấy ưa lên mạng cãi nhau với những người ngoài đời lại điềm đạm chững chạc cho thấy điều đó ngoài ra tư âu có vẻ thành thục nhưng mà qua loa tiểu kiều lại là một người tinh tế tỉ mỉ nhưng mà không phải người so đo tính toán có thể bao dung cho tư âu hai người ấy ở bên nhau sẽ bù đắp thiếu sót cho nhau rất nhiều chưa có kể điều kiện gia đình của Tiểu Kiều rất tốt, cũng phù hợp với yêu cầu của Tư Âu. Vì thế, theo em, thì cái độ thích hợp ít nhất cũng được 80% trở lên đấy. Nếu nói tới kinh nghiệm yêu đương, thì chắc chắn Trình Thông Thông đứng đầu phòng 302. Nhưng mà có thể lập luận phân tích sâu sắc như vậy chỉ có đường vũ thôi. Xem ra Trương Tiểu Kiều tìm đúng người rồi. Quyển 6, chương 174, một trong số đó đúng là chuyên gia tình yêu kiểu đường vũ, phân tích đầy tính lý trí, rất là phù hợp phong cách của cô. Tô Sáng cảm thấy đường vũ phân tích rất hợp lý, dù y nghe có cảm giác cứ là kỳ kỳ, nhưng mà không có lý do nào để mà phản bác được. Anh thấy từ Âu cũng có cảm tình với Tiểu Kiều, hai người họ hợp nhau như vậy còn vấn đề gì nữa? Lý thuyết là thế, nhưng mà thực tế còn nhiều vấn đề khác. Đường Vũ thở dài, có lẽ cô thấy mình không có nên tỏ ra vui vẻ trong cái trường hợp thế này. Nhưng mà diễn không có đạt lắm, đuôi mắt cứ không có tự chủ được mà cong lên. Từ gâu mấy lần phát tín hiệu rồi nhưng mà Tiểu Kiều không có phản ứng gì. Cậu ấy lo quan hệ hai phòng của chúng ta đang thân thiết như vậy. Nếu mà cậu ấy và Tư Gâu công khai tình cảm, rốt cuộc không có tới được với nhau thì sau này mọi người khó có thể nhìn mặt nhau. Ảnh hưởng những người khác nữa như đồng đồng và lý hàn chỉ vì một thời gian có thiện cảm với nhau và bây giờ đối diện đã lúng túng rồi tu sáng gật đầu câu này có vẻ hợp lý trương tiểu kiều cũng giống với đường vũ ở mặt này không có bạn bè thế cho nên khi lên đại học có được mấy người bạn thì rất quý trọng còn gì nữa lý do nữa là cha của tiểu kiều luôn muốn cậu ấy đi du học tiểu kiều không có muốn nhưng mà chuyện này cậu ấy khó trái ý của cha mình cậu ấy sợ đang yêu nhau mà cậu ấy phải đi mấy năm làm tổn thương từ âu tiểu kiều là một chàng trai rất có trách nhiệm cậu ấy không có muốn yêu lần này đường vũ thở dài thật sự vấn đề này mới thật sự là nan giải đây thanh quan khó quản việc nhà tu sáng trầm ngâm một lúc không có cách gì vậy em bảo tiểu kiều ra sao đường vũ lắc đầu em chỉ phân tích tính cách của hai người bọn họ nói cho tiểu kiều biết thôi quyết định thế nào thì cậu ấy phải tự đưa ra chứ. Tạm thời cũng chỉ có thể như thế thôi. Hai người rời khỏi đường chính, đi vào một con đường nhỏ vắng hơn. Nơi này chỉ có một ít quầy sách báo và cái quán hàng nhỏ được phép mở trong trường. Trời tối sẫm, từng cơn gió tối mang theo một chút hơi lạnh. Mép váy của đường vũ dưới ánh đèn đường bị gió thổi bay lất phất, dán lên cặp mông tròn trịa làm cho tô sáng nhìn mà nhộn nhạo chỉ muốn đưa tay ra cảm thụ xúc cảm mỹ diệu ở đó đúng lúc này đường vũ xoay người lại đầu nghiêng nghiêng đôi mắt dài chớp chớp bất thình lình hỏi lạc nhiên gọi điện bảo em chú ý cái cô gái tên là tống chân mà cô ta là ai không có bất kỳ tín hiệu nào tô sáng bị câu hỏi bất ngờ của đường vũ làm sững người không phải vì y có gì với tống chân mà là có gì gì làm Lạc Nhiên. Thoáng lấy lại trấn tĩnh mới cười khổ. Trước kia anh đã kể với em rồi, còn gì? Anh quen cô ấy ở trong lần sang Mỹ quy động vốn cho Facebook. Hôm nhập trường em cũng đã thấy cô ấy rồi. Có vấn đề nha. Đường Vũ hai mắt lấp lánh nhìn tô sáng. Vì sao mà phiên bản anh nói và cái bản em nghe được lại không giống nhau vậy? Ai bảo em nghe cái nha đầu Lâm Lạc Nhiên đó nói linh tinh rồi, cái chuyện chỉ có thế thôi. Tô Sáng nghiến răng, nghiến lợi, nha đầu Lâm Lạc Nhiên đó bảo mình không nói. Rồi không biết tại sao mà lại thì thầm cái gì đó vào tay của đường vũ. suýt nữa làm cho mình rơi vào tình cảnh tình ngay lý giang rồi. Mặc dù không ngay lắm, sao mà tưởng tượng cảnh nha đầu đó ôm bụng cười ngặt nghẽo vì bẫy được Tô Sáng rất là muốn đánh đích nha đầu đó. Từ nay trở đi phàm là chuyện như thế Phải nghe phiên bản của anh chứ Đường Vũ phì cười Chỉ sạp bá bên cạnh Cô ấy là tống chân có đúng không Tô Sáng nhìn theo tay chỉ của Đường Vũ Đó là một cuốn tạp chí thời thượng Trang Nam Giới Trang bìa chính là tống chân Mặc quần bút chì màu da cam Khoe cặp chân tỷ lệ vàng Đeo cái kính đen lớn Tóc được túm lên trên đầu Để dài sợi lua tua Tinh nghịch lất phất Bối cảnh là một bãi cỏ dùng ngoại ô một chiếc lamborghini đặc biệt là dưới ánh mặt trời này cô gái tay chống hồng tay chống đầu gối lưng uốn cong mông căng tròn dễn lên vừa cá tính mà vừa gợi cảm bên trên là cái tiêu đề khốn kiếp tống chân nam nhân nào có thể cưỡng lại được tiêu đề mang kiêu ngạo đặc biệt của tống chân tù sáng biết hẳn đây là một trong số động tác tạo thế của gia tộc tống chân rồi Cô gái này đi Mỹ, học đã 4-5 năm liền, về nước tiếp nhận chuyện kinh doanh, cần phải giữ tỷ lệ lộ diện nhất định trước công chúng. Hơn nữa điều này cũng phù hợp với mơ ước làm người mẫu của Tống chân đúng là một công đô diệt. Đúng, cô gái ấy, thời cao trung có khoảng thời gian làm người mẫu, sau đó vì gia đình chiêu an quay trở về sự nghiệp kinh doanh. Không ngờ vì Triệu Hạo có quan hệ làm ăn với cô ấy, cho nên bọn anh gặp nhau mấy lần. Tô Sáng giải thích vừa đủ, chỉ sợ là càng bôi càng đen, cho nên chỉ nói đến thế thôi, bày ra cái thái độ cây ngay, không sợ chết đứng. Đường Vũ chăm chú nhìn cái trang bìa tờ báo, đôi mắt luôn như là hồ ban kia, hơi co lại một chút. Sau đó cái càm nho nhỏ, hơi hướng lên trên, giống như một con thú nhỏ kiêu hãnh, đang thách thức đối thủ. Tô Sáng cảm thấy tức cười, nha đầu này khơi lên cái tính hiếu thắng rồi. Cho tôi một tờ đi. Đường Vũ đưa bàn tay trắng trẻo ra, cầm lấy tờ tạp chí, sau đó mới mở ví, lấy 5 đồng, đưa cho chủ sạp báo, quay đầu lại cười với tô sáng, giọng tỉnh bơ như không. Cái ấm đùng nước nóng ở phòng của em, cần kê lên một chút, cuốn tạp chí này cái độ vừa phải đó. Đường Vũ, em lừa trẻ con sao? Nha đầu tham gia hoạt động hội sinh viên thấy qua quả thừa còn mang về phòng ăn lại chịu bỏ 5 đồng để mà mua một cuốn tạp chí in màu về để mà lót ấm sao tùy tiện lấy cái đống quảng cáo tuyên truyền của hộ sinh viên về cũng dư thừa rồi rõ ràng có lý do u ám lại còn nói đàng hoàng càng ngày càng xấu bụng rồi đường vũ liếc tô sáng một cái đầy thâm ý tay ôm sách tay mềm mại mát lạnh đang vào năm ngón tay của tô sáng chúng ta về thôi Tô Sáng nhìn dáng vẻ như là một con cáo tinh nghịch, đáng yêu đó. Không kèm được, dòng tay ôm lấy eo của đường vũ kéo vào lòng. Vợ, hôn một cái nha. Tô Sáng, buồn em ra, ở đây có nhiều người đó. Đường vũ kinh hoàng, đưa tay lên, đánh liên tục vào ngực của Tô Sáng. Tuy đây không phải là con đường chính, nhưng mà cũng có người qua lại. Có người ngọc trong lòng, Tô Sáng nào chịu buông tay dễ dàng sao? Tuyết miệng cười trân tráo vô sĩ, Sợ cái gì? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, ai chẳng biết chúng ta yêu nhau chứ? Lại chẳng có phải dụng trộm gì. Nói xong, tô sáng nhìn đôi môi đỏ mọng kiều diễm, đầy ham muốn, dứt khoát, cúi đầu xuống, hôn lên đó. Đường vũ, mở đôi mắt đẹp, cái tờ báo rơi xuống đất, dơ cả tay vỗ liên tục vào vai của tô sáng. Đầu cố gắng ngửa ra sao né tránh. Nhưng bất kể cô ngửa ra sao thế nào, tô sáng vẫn bám chặt lấy không buồn, Tù sáng cảm thấy là hương thơm nhẹ nhàng thanh thoát như hoa len vào trong mũi dục vọng kích thích hừng hực tài đã bế bổng đường vũ lên đi sâu vào trong hàng cây đặt thân thể mềm mại của đường vũ xuống bãi cỏ nhìn váy áo dán lên người phát họa cái đường cong lạ lướt nằm sắp xuống áp môi lên cánh môi của đường vũ đường vũ lần này không có phản kháng hàm răng mở ra cho cái lưỡi đói khác kia tiến vào sục sạo hàng mi dài rung rinh hoàn toàn đã buông thả tận hưởng dưới hàng cây ngô đồng rậm rạp lá bãi cỏ mà ánh sáng mặt trời dù đằng đông hay là đằng tây cũng khó chiếu tới ngay cả ánh đèn từ lầu tự học hay là cột đèn cũng chịu thua có rất nhiều đôi tình lữ ôm nhau tựa như là quên trời đất cảnh tượng mà đường vũ có thời vô tình nhìn thấy cũng đỏ mặt cúi đầu đi nhanh qua không ngờ có một ngày cô lại trở thành một trong số đó. Quyển 6, chương 175, Đường Vũ Rối Trí Lý Bằng Vũ bay từ Hà Nam tới Thượng Hải. Tô sáng trước đó thông qua Lâm Trú Vũ liên hệ cùng gián. Lý Bằng Vũ từ chối Tô sáng an bài xe tới đón. Buổi sáng tôi phải đi gặp một vài người bạn. Chắc là bọn họ sẽ mời cơm tẩy trần cho tôi. Buổi trưa cậu tới ăn cơm nha. Chiều tôi đi cùng với cậu. Tù sáng nghỉ, bạn bè họ tụ hội mình không có nên xuất hiện, làm cho họ mất tự nhiên, cho nên mới nói Tôi không có đi được đâu, anh ăn cơm xong, tới thẳng Đại học Thượng Hải đi, cả chiều tôi sẽ ở trường. Lý Bằng Vũ xuất thân từ đại diện Nam Kinh, nhưng mà không có mang tính cách con cháu cán bộ. Hơn tù sáng 3 tuổi, nhưng mà dững dàng trưởng thành hơn người cùng tuổi rất nhiều. Ở trong trường, thành tích xuất sắc có quan hàm là một gạch của thượng quý. Lại thêm cái bối cảnh chính trị đại biểu tiền đồ rộng lớn trong hệ thống quân đội. Nhưng mà hắn lại quyết đoán từ bỏ, nhảy khỏi quân đội ra ngoài làm. Khi mà xuất hiện ở Đại học Thượng Hải, Lý Bằng Vũ ăn mặc rất là đơn giản. Cho người ta một cảm giác mộc mạc, quần jean giặt tới bạc phết, giày thể thao, áo thun đơn giản, tay sách một cái túi leo núi xem ra toàn bộ gia sản của hắn ở bên trong rồi. Đứng trước mặt của Tô Sáng và Đường Vũ là thân hình hùng tráng tới 1m88, cơ bắp rắn chắc, đủ khiến cho đám người luyện tập trong phòng thể hình phải hổ thẹn rồi. Tô Sáng đi tới còn làm bộ nghi ngờ, bóp bóp bắp tay của hắn. Không phải là đồ giả chứ. Lý Bằng Vũ gồng tay lên, chịu một cú đấm là biết ngay thôi. Tô Sáng giơ hai tay đầu hàng, cười ha hả tin rồi tôi tin rồi đường vũ đi tới chào lý bằng vũ đề nghị gọi điện cho lạc nhiên đi tối chúng ta làm tiệc tẩy trần cho anh ấy mặc dù lâm lạc nhiên và lý bằng vũ quen biết nhau từ bé nhưng mà chủ yếu gặp nhau vào mấy cái ngày lễ tết thôi không có thân thiết như với lâm trú vũ lý bằng vũ tới đây chỉ cần là hai người bọn họ đón tiếp đã thể hiện sự tôn trọng rồi không có cần lâm lạc nhiên tới làm gì cái này gọi là có tật giật mình chưa biết ý của đường vũ ra sao tô sáng nghĩ tới chuyện không có lời đáp hôm đó theo suy đoán có lẽ tới 8 phần là y có gọi tên lâm đặc nhiên rồi hai phần còn lại vì thái độ của đường vũ làm cho y ôm một chút may mắn bây giờ đường vũ chủ động nhắc tới lâm đặc nhiên là yêu cầu rất là hợp tình hợp lý tô sáng không cách nào mà từ chối Nhận được điện thoại của Tô Sáng, Lâm Lạc Nhiên giọng hết sức quyến rũ nói Được, buổi chiều Tô sẽ tới ngay. Giọng nói đó làm cho Tô Sáng rung rung. Hai cô gái này gặp nhau không biết có chuyện gì không nữa. Nói chung lại là một bữa cơm khiến cho người ta căng thẳng, quyết đoán gọi thêm cả cái đám lý hàng. Ít nhất là có người ngoài, hai nha đầu khó lường này sẽ kiềm chế bớt. Tô Sáng Tạm thời an bài Lý Bằng Vũ ở khách sạn Rao, ngoài cổng trường, hắn ngủ ở đây một tối, sáng mai tới tòa nhà của Mỹ La an bài cụ thể. Tiệc tẩy trần ăn buffet như vậy thuận tiện nhất, cứ như là có thỏa thuận ngầm vậy, chỗ nào có mặt cả Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên thì các cô gái khác không có chịu tham gia, thế nên chỉ có hai cô gái và đám con trai. Cảnh tượng hai cô gái chạm mặt làm cho tô sáng nơm nớp lo sợ không có xảy ra lâm lạc nhiên vui vẻ ôm lấy đường vũ tô sáng thầm thở phào nghĩ mình tự dọa bản thân quá mức rồi vì ăn buffet cho nên rất thoải mái đám con trai đi lấy một đống đồ nhắm bia để mà đánh chén còn hai cô gái tụm vào một chỗ thủ thị với nhau hôm nay đường vũ mặc váy trắng liền thân hai lớp tay áo dài tới khuỷu không có đi tất lụa cặp chân dài trắng trẻo đặt song song với chân của Lâm Lạc Nhiên. Lâm Lạc Nhiên tham lam nhìn mấy lượt khiến cho đường vũ cũng muốn đỏ cả mặt. Đường vũ, mình vẫn nhớ trước kia trừ biểu diễn đàn ở trong trường thì bạn không có thích mặc váy cơ mà. Như thế này rất tốt, chân của bạn rất đẹp, che đi như thế, uổng phí đó. Mình chỉ muốn thay đổi phong cách một chút thôi, dù sao cũng trưởng thành rồi. Đường vũ không phải là không thích mặc váy, mà là cô không có thích bị người ta nhìn chầm chầm thôi. Nữ thần mang vẻ đẹp lạnh lùng xa cách nhân gian, từng chút từng chút một đã thay đổi rồi. Tất cả chỉ vì cái chàng trai kia thôi. Lâm lạc nhiên ôm vai của đường vũ, cười hì hì. Đường vũ, không ngờ là bạn cũng nói dối nữa, chẳng qua là vì cái tên háo sắc tô sáng, thích đùa của nữ sinh. Đây chẳng phải là bí mật gì. Tin chắc hỏi mấy cô bạn cùng phòng với bạn đều biết cả đường vũ khẽ mỉm cười coi như là thừa nhận nhưng mà cái tên đó cũng nhỏ nhen lắm nha bạn ăn mặc thế này nhất định cậu ta rất là mâu thuẫn không có muốn người khác nhìn bạn thật là dù lý bây giờ đâu phải là thời phong kiến chứ bạn xinh đẹp như vậy cho nên cái nào mà đẹp thì khoe ra tuổi thanh xuân của chúng ta vốn ngắn ngủi mà cho nên thoải mái tận hưởng đi kệ cậu ta sao mà phải chiều ý cậu ta chứ lần sau mình cho bạn mượn vài bộ đảm bảo có tên đó há mồm luôn nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi lâm lạc nhiên thì thầm bên tai của đường vũ dụ dỗ đường vũ rất là bối rối không phải là vì kiến nghị của lâm lạc nhiên trước kia cô thả lỏng cho tô sáng và lâm lạc nhiên vì tự tin tô sáng không làm chuyện có lỗi với mình có toan tính nhỏ muốn mượn lâm lạc nhiên ngăn cản cô gái khác tiếp cận tô sáng có điều gần đây cô cảm nhận được cái mùi nguy hiểm rồi tình cảm di diệu giữa hai người đó đã chuyển biến một cô gái yêu người con trai thật lòng khó giấu được đến ánh mắt nhìn thôi cũng tự giác thay đổi tất cả điều đó cô đã nhận ra từ lâm lạc nhiên khi mà nhìn tu sáng thế nhưng cho tới lúc này lâm lạc nhiên hoàn toàn không có tỏ ra có ý xen vào quan hệ của họ đường vũ không thể làm gì nhất là cái thời gian qua Lâm Lạc Nhiên thay đổi nhiều, thường xuyên gọi điện cho cô tâm sự nhiều chuyện, tình cảm của hai người tăng tiến rất nhanh. Chưa nói Tu Sáng cần chủ dựa từ hai nhà Dương Lâm, riêng Tu Sáng và Lâm Lạc Nhiên là bạn lâu năm, cô và Lâm Lạc Nhiên là bạn tốt, khiến cho Đường Vũ không biết gỡ mối quan hệ của họ thế nào đây. Dù sao chỉ cần tình cảm của Lâm Lạc Nhiên không hề bộc phát, không có đe dọa địa vị của cô, cô sẽ bỏ qua. Vì chuyện này á tô sáng vẫn có mặt đáng tin cậy không biết có phải là do ảo giác không tô sáng thấy lâm đặc nhiên như đang lấy lòng của đường vũ còn cố tình lờ mình đi quan hệ giữa hai cô gái đó ngay từ đầu dù không phải là gì tô sáng cũng tương đối đặc biệt rồi luôn có một chút gì đó dè chừng nhau hẳn là bởi cả hai đều là mỹ nữ tuyệt sắc không có ai muốn thua ai nhưng bây giờ lâm đặc nhiên nhúng mình đi với tính mềm lòng của đường vũ đương nhiên đón nhận tích cực dù sao nhìn hai cô gái cười nói như vậy tô sáng thở phào còn mong cái gì hơn nữa chứ yên tâm được một chuyện tô sáng quay lại vấn đề chính nói với lý bằng vũ chức vị của anh á, sẽ là trợ lý chủ tịch làm cánh tay trái phải của tôi kết nối tôi và kiều thụ hâm tiếp nhận một số nghiệp vụ trung gian ngày mai tôi sẽ đưa tài liệu cho anh để mà anh mau chóng làm quen không có thành vấn đề chứ. Lý Bằng Vũ gật mạnh đầu. Đại ngộ không phải vấn đề. Trụ Dương bảo tôi theo cậu, tôi tin tưởng ánh mắt của cậu ấy. Quan trọng không phải là tiểu ngũ nói gì, mà là ý của anh thật sự ra sao chứ. Lâm Trú Vũ được bạn bè thân từ nhỏ đã gọi là tiểu ngũ, sau này vào quân đội lại có thêm cái nickname là Trụ Dương. Người ngoài nghe chắc không có biết họ đang nói tới một người. Lý Bằng Vũ tu một ngụm bia lạnh nói những cái đứa trẻ sinh ra trong đại diện của chúng tôi người ngoài đều gọi chúng tôi là hoàng khố nha nội sinh ra hưởng thụ nhiều tài nguyên hơn người khác khởi điểm cao hơn người khác đó là chuyện không công bằng nhưng trên đời này cái gì chẳng có cái giá của nó chứ chúng tôi không những là bị sức ép lớn từ gia đình còn không có quyền lựa chọn o ép thái quá đó khiến cho nhiều người tung hê hết trở nên buông thả luôn từ nhỏ tôi muốn vào bộ đội đặc chủng Tôi thích võ nghệ Thích mạo hiểm Đến tuổi già quân ngũ Cha của tôi bảo Thời bình này bộ đội đặc chủng huấn luyện vất vả Thường xuyên cơ hội Để mà lấy quân công thăng tiến lại ít Cho nên muốn cho tôi vào bộ phận kỹ thuật Cũng được Dù sao là trong quân tôi chấp nhận Theo học 5 năm trời Tôi yêu cái nghề kỹ thuật này Lúc nào cũng không biết Đến khi mà ra trường cha tôi lại muốn tôi đi làm cảnh vệ cho người ta. Bảo như vậy, con đường sau này sẽ rộng mở hơn. Làm cảnh vệ viên ít nhất 3 năm, sau đó làm gì? Về ngồi cái bàn giấy làm hành chính sao? Từ bé, tôi khổ luyện võ nghệ làm gì? 5 năm miệt mài học kỹ thuật làm gì? 3 năm sau, mấy cái thứ đó dứt cả rồi. Tôi không có muốn sống lãng phí như vậy nữa. Tôi cũng không có muốn sống dưới bóng ông cha của mình. Tôi muốn để cho ông tôi biết tôi có thể tự nuôi sống bản thân, thậm chí còn mang dinh dự về cho gia đình. Thế cho nên tranh luận một hồi, tôi mới hỏi ý của trụ dương rồi đi theo cậu. Tô sáng gật đầu, vỗ vai của Lý Bằng Vũ, bên cạnh y cần có một người biết làm việc, biết xử sự, đồng thời chững chạc thế này. Quyển 6, chương 176, Tô Sáng là người như thế nào? Hôm sau, Tô Sáng mới dẫn Lý Bằng Vũ tới tòa nhà Mỹ La thân hình cao lớn khôi ngô của hắn chớp mắt giết chết trái tim của cô gái văn phòng gây nên sự xôn xao nho nhỏ là trợ lý đặc biệt của tô sáng lý bằng vũ chuyên môn phụ trách vì tô sáng chỉnh lý tài liệu kỹ thuật đưa ra kiến nghị cho y đồng thời xử lý ít công tác giấy tờ đơn giản tô sáng muốn rèn giũa hắn để mà trở thành một nhân vật toàn diện có thể tự mình đảm nhận trọng trách thành cánh tay đắc lực của y. Đây cũng có thể xem là một tín hiệu gửi tới Dương Lâm Hệ, bọn họ muốn dùng tô sáng, tất nhiên phải hiểu rõ tương đối về tô sáng, phải có lợi trong đó. Tô sáng không nghi ngờ tới Lý Bằng Vũ nói với mình, nhưng mà kiến nghị của Lâm Trú Vũ rất đáng phải suy ngẫm rồi, chẳng qua hắn không có muốn nói rõ để mà tổn thương tình cảm thôi. Kiều Thụ Hâm ngày đầu tiên đem đến một số tài liệu của Facebook cho Lý Bằng Vũ làm quen lý bằng vũ cứ như là gặp được chí bảo cầm lấy nóng lòng mở ra xem tại chỗ tô sáng nhìn qua chỉ là một số phong cách và quy tắc lập trình không hiểu sao khiến cho lý bằng vũ vui mừng như thế theo kinh nghiệm của y điều này chỉ có trên mặt có mấy tên phê thuốc phiện mà thôi tô sáng nheo mắt một lúc chỉ cái bóng lưng như thiết tháp của lý bằng vũ hỏi cái suột code của facebook trung quốc hấp dẫn thế sao kêu thụ hâm cười, mỗi một cái sản phẩm internet đều có dấu ấn của mình, giống như là mỗi chương trình mang dấu ấn của tác giả vậy. Trong mắt người ngoài chỉ là những con số khô khan hỗn loạn, nhưng mà trong mắt của lập trình viên không khác gì nguyên liệu nấu ăn với đầu bếp. Sụt code của chúng ta là một nghệ thuật chân chính của giới lập trình viên đấy. Xem ra cái lần này cậu chọn đúng người rồi, không biết phải nói là cậu tốt số hay là có tầm nhìn nữa chứ là một quân nhân kỹ thuật lại còn bằng vào kỹ thuật lấy vào trong quân công trình độ kỹ thuật của Lý Bằng Vũ vốn không cần phải nghi ngờ chỉ có điều so với hình tượng của hắn không hợp lắm nếu ngồi đó là một tên mặt chót đeo kính to sụ như tiêu hút thì tu sáng thấy dễ tiếp nhận hơn Lý Bằng Vũ ngày đầu tiên tới tầng 17 của tòa nhà Mỹ La liền biết mình đã tới đúng chỗ rồi không khí học thuật và kỹ thuật bao phủ khắp nơi như sức sống truyền vào hắn khiến cho tên biệt danh cung bằng này hưng phấn chưa có từng có hận là không có thể ngồi ngay vào máy tính để mà làm việc Lý Bằng Vũ là trợ lý chủ tịch kim luôn lái xe cho nên sau khi mà ăn cơm trưa xong ở nhà ăn của Facebook Trung Quốc Tô Sáng dẫn hắn tới chỗ bãi đổ xe ném cho hắn cái chìa khóa Lý Bằng Vũ vuốt ve cái vỏ chiếc Bentley cảm giác như qua vào làm một với chiếc xe này tặc lưỡi Ôi trời, xe tốt, đúng là xe tốt. Nếu mà tiểu nam nam biết chắc chắn gào khóc đòi tới đây rồi. Tù sáng thấy sợ gai ốc, cái tên này biến thái quá đi. Lúc nãy xem mấy con số thì như là hút thuốc viện, giờ sờ xe giống như vuốt ve da của nữ nhân vậy. Buổi sáng bàn giao công việc cho Lý Bằng Vũ, buổi chiều tô sáng trở về trường làm sinh viên chăm chỉ. Đến tối Tôi Sáng mới nhận được điện thoại của Lâm Quang Đóng cùng với tin tức bất ngờ. Mấy ngày trước, tôi uống rượu với một phó tổng giám đốc của một cự đầu truyền thông. Loáng thoáng nghe được một chút. Có kẻ muốn chơi tống chân. Ông ta trước kia vốn là người văn phòng thành quỷ, quan hệ với người thể chế rất vững đó. Biết có người đang nhắm vào của tập đoàn Sam Xuyên. Chỉ là không biết có phải do đối thủ cạnh tranh đứng sau lưng giật dây không. Có điều kinh động tới ông ta thì có một chút phân lượng. Có người muốn lợi dụng truyền thông tấn công tống chân để mà nhắm vào tập đoàn Sam xuyên cạnh tranh như thế là bình thường thôi. Sam xuyên cũng có đối thủ nhắm vào tống chân cũng rất là hợp lý. Mỹ nữ vốn là đề tài nhạy cảm tống chân về nước chưa có lâu còn nhiều thứ lạ lẫm đúng là cái điểm đột phá thích hợp. Có điều tập đoàn Sam xuyên cũng không phải là hữu danh vô thực đâu muốn chơi bọn họ không phải là dễ dàng. Lâm Hoàng Đống cũng biết tính của Tô Sáng hơi trăng hoa cho nên khéo léo nhắc. Tôi biết rồi, nhờ anh chú ý giúp tôi cái chuyện này. Tống Trần tuy nói cùng y có quan hệ thương vụ qua lại, cũng có thể nói là bạn bè, nhưng mà chưa đủ lý do để cho y can dự vào việc này. Sân ga T1 của sân bay Phổ Đông Phòng khách quý chuyên dụng của tập đoàn tài chính An Lập Tính chim quá đang nói chuyện điện thoại với Lưu Chấn Sinh. Giữa chúng ta còn phải nói những cái chuyện này sao chứ? Hôm qua tôi nói chuyện điện thoại với chủ tịch cao, tôi thấy là ông ấy rất hài lòng với cái hành trình này. Không cần phải lo, có gì mà chiếu cố không chu đáo. Được được, đón người xong tôi sẽ liên hệ với anh. Cúp điện thoại xong, chim quá đứng sau cửa kính, nhìn mặt trời lặn, khuôn mặt trầm tĩnh có một chút nặng nề. Không bình tĩnh như là thường lệ, một lúc sau thấy một chiếc máy bay Boeing từ London bay tới đang hạ cánh xuống đường băng. Nhân vật có thể khiến vị đại lão trong ngành địa vị không hề thua kém chim quá gọi điện tới thăm hỏi, hiện đang ở trên chiếc máy bay về nước kia. Cao hằng xuất hiện luôn lặng lẽ, nam tử vừa mới bước qua cái tuổi 30 này khiến cho những nhân vật trọng yếu cũng phải đánh giá cực cao giới cấp bậc của hắn đáng lẽ xuất hiện phải có chuyên cơ đưa đón. Tới sân bay không có nói vệ sĩ đứng cấp nơi, ít nhất cũng phải đóng cửa một lối đi riêng để mà dành cho hắn. Nhưng mà Cao Hằng chỉ là một hành khách bình thường trong chuyến bay này, bình thường tới mức gần như là không ai chú ý tới, trừ hai chiếc xe diệt giả của Toyota đã chờ từ lâu thì không có thêm gì khác, không hề có cảnh tiền hô hậu ủng xuất hiện. Có điều chim quá cũng phải cho rằng nếu cho Cao Hằng thêm 10 năm nữa, hắn sẽ trở thành một tồn tại đỉnh cao của thế hệ này. Đón tiếp diễn ra nhanh chóng, khách khứa lên xe, chuẩn bị trước rồi rời đi. Thậm chí là chim quá cũng không có ra mặt, vì ở đất Thượng Hải này, ông ta đi tới đâu chẳng gây chú ý. Nếu mà đích thân đón tiếp người ta, không suy đoán thân phận những cái gì khách kia mới là lạ. Chim quá tới sân bay chỉ để tỏ ra một loại thái độ tôn trọng hai nữa là phải đích thân chứng kiến ông ta miên tâm. Trong phòng riêng của câu lạc bộ tư, ba tầng màu trắng ở đường Hoài Hải, đoàn người của Cao Hằng chim quá ngồi xuống, bên cạnh Cao Hằng là một nam tử trung niên chừng 50, được gọi là chủ nhiệm la. Báo danh xong phải khiến chim quá ít nhiều đổ sắc mặt. La Canh cũng nhìn chim quá mấy lượt mới cười. Sớm ngưỡng mộ đại danh của chủ tịch chim rồi chủ nhiệm là khách ký quá đi bên ngoài chỉ nói quá lên thôi chim quá có bao nhiêu cân lượng bản thân rõ hơn ai hết chim quá khách sáo một phen tháng trước tôi có tới bắc kinh được chủ nhiệm cao ra tận cửa để mà đón tiếp huống hồ với quan hệ của chúng ta tôi tới đón cao thiếu có cái gì mà làm phiền chứ cao nhị thiếu gia còn hỏi tôi khi nào mà đi tương nam đó là địa bàn của anh ấy tôi tới đó nhưng mà không có thể tài trắng trở về được nếu không có dài hạng mục chứ, tôi cũng không có tiện ăn nói nữa, cho nên gần đây đang đau đầu. Cao Hằng cười nhẹ, khuôn mặt hơi gầy nhưng mà góc cạnh rõ ràng rất có sức hút. Anh cả và anh hai của tôi rất coi trọng chủ tịch chim, tôi nghĩ với khả năng của anh không cần phải lo nhiều. Nếu vậy, tôi phải cố hết sức để mà không có phụ lòng họ chứ. Chim Quá gật đầu. Ba người ngồi nói chuyện, thảo luận vấn đề chỉ điểm tới là dừng không có đi sâu người ngoài nghe thấy cũng không có hiểu họ đang nói cái gì câu chuyện dần dà đi tới tổn thất vừa rồi của thượng hải cao hằng đặt cốc trà xuống tay theo thói quen gõ nhịp lên bàn hứng thú nói người tên là tô sáng đó rốt cuộc thế nào quyển 6 chương một trăm bảy mươi bảy tô sáng là người như thế nào tô sáng là một trong số người trẻ tuổi kiệt xuất nhất mà tôi biết la canh ngạc nhiên lắm nhưng mà ngữ khí có phần nghi ngờ có thể khiến chủ tịch chim đưa ra cái nhận xét này á thì phải có chỗ hơn người rồi như chủ tịch chim có đánh giá quá cao không chẳng qua cậu ta chỉ lập được một cái tạp chí từ thời cao trung thôi rồi may mắn sang mỹ tham gia càng mục sáng nghiệp bất ngờ được ưa chuộng cái công ty ở thượng hải cậu ta lập á cũng chưa có làm nên trò trống gì với thành tích đó còn nhiều người khác độ tuổi cậu ta đạt được rồi. Chìm quá nghiêm túc lắc đầu. Con người của Tô Sáng gặp lần đầu có thể xem thường. Thấy cậu ta quá mức bình thường đi. Chẳng qua có cách nghĩ mới mẻ và ham mạo hiểm một chút. Lần thứ hai gặp lại nhìn cậu ta với một con mắt khác. Tâm thái của Tô Sáng đáng ngạc nhiên. Điểm đáng kể không phải là thành thực hay là trầm ổn mà là thái độ cậu ta khi mà tiếp nhận sự việc đáng ngưỡng mộ giống như cái chuyện lớn thế nào cậu ta cũng dung nạp được lần thứ ba có lẽ phải nhìn sâu với cậu ta bằng ánh mắt dè chừng vì nhược điểm chúng ta chỉ ra rất có thể sẽ không còn thấy trên người cậu ta nữa tu sáng mà ngồi đây chắc chắn là phải giật mình vì đánh giá của chim quá dành cho bản thân vì chim quá không có nhìn nhận y dựa vào thành tích sự nghiệp giống như bao người khác thay vào đó là nhìn thẳng vào con người của y la canh nhìn sang cao hằng ý của chủ tịch chim nói tô sáng là một người có năng lực học tập rất mạnh sao cao hằng ngẫm nghĩ sau đó mới hỏi thêm chủ tịch chim còn biết được cái gì như bối cảnh cậu ta chim quá thầm thở dài không có thể trách người ta không có đủ quan tâm dù sao bọn họ chưa có chạm mặt trực tiếp với tô sáng tờ tạp chí kia đúng là không có đáng kể nhưng có thể thông qua văn kiện của tỉnh Tây Xuyên. Cùng với cái kênh chính phủ phát hành báo thì không phải chỉ là một học sinh cao trung xuất thân gia đình viên chức bình thường ở thành phố nhỏ làm được đâu. Trong này ẩn chứa cái thông tin chính trị làm La Canh phải nhíu mày một chút, thần sắc chú ý hơn. Ngoài ra Tô Sáng còn liên quan tới lĩnh vực bách hóa, trung tâm thương mại đôn hoàng, đứng thứ năm ở Dung Thành có thể ngồi ngang hàng với công ty truyền thông lâu năm như là Thái Bình Dương, Dương Phủ Tỉnh, là một hiệu sách bách hóa cao cấp hàng đầu của Dung Thành. Đôn Hoàng chính là nhà đầu tư chính của truyền thông Ba La. Mối quan hệ với Mỹ nữ tổng giám đốc Dương Thành của Đôn Hoàng có vẻ khá không bình thường. Theo tin đồn, cậu ta tới Đôn Hoàng thường vào văn phòng làm việc của Dương Thành, ở lì trong đó cả ngày. La Cành mới cười lớn, tù sáng mới trên 20 thôi, tôi thấy đó là một điều bình thường nhất mới đúng chứ. Chìm quá, không có để ý tới ông ta, tiếp tục nói. Ngoài ra cậu ta còn tạo ra một cái nhà máy cũ của Dung Thành, nắm cổ phần là văn phòng phẩm Thục Sơn. Sau đó toàn bộ đổi tên thành Thục Sơn. Mức tiêu thụ đột phá ngưỡng 100 triệu, chỉ có 3 năm quy mô doanh thu tăng trưởng gấp 20 lần, là một con ngựa ô của sản nghiệp văn phòng phẩm trong nước văn phòng phẩm sao cái đó thì làm lớn sao được chứ Tùy nói là cành bị lời của chim quá nói làm cho dần trở nên nghiêm túc có điều luôn mang theo một phần kiêu ngạo quan liêu trong lịch trình phát triển ngành công nghiệp nhẹ của trung quốc sản nghiệp văn phòng phẩm đã dương lên hàng đầu dung lượng thị trường quốc nội đã đạt đến 100 tỷ rồi hiện giờ nhìn từ góc độ chuỗi sản nghiệp kênh tiêu thụ văn phòng phẩm ngày càng đồng hóa lĩnh vực marketing cũng không còn đại lão nữa lũng đoạn là phương thức thu lợi lớn tốt nhất câu này rất chính xác chủ nhiệm là cứ nghĩ mà xem nếu thục sơn cứ phát triển thế này tương lai chỉ cần chiếm 10% thị trường cũng có quy mô chục tỷ rồi thúc đẩy bao nhiêu là sản nghiệp dạ du tương quan như là ngành giấy nguyên liệu khi đó hình thành mỗi sản nghiệp ảnh hưởng tầm đó có thể nói rút ra một sợi tóc chấn động toàn thân còn ai mà dám xem nhẹ chứ la Cành hoàn toàn thu lại thái độ khinh thường lúc nãy sản nghiệp có sức mạnh nhất của cậu ta lập ra từ cái thời cao trung cũng như là chủ nhiệm la đã biết đó là facebook hiện là đang tung hoành khắp nước mỹ giá trị trên 300 triệu đô nhưng đó là đánh giá đầu năm rồi với cái đà phát triển của nó bây giờ khó ước đoán được chỉ cần qua một lần quy động vốn nữa tôi nghĩ cái giá trị của nó có thể tăng gấp ba chìm quá, nói những cái lời này không khỏi có một chút cay đắng tiếc nuối. Lúc đó, ông ta chưa hiểu con người của Tô Sáng, vốn có phần cảm tính, dựa vào mối quan hệ của hai người, bọn họ vốn có thể trở thành đối tác tốt, thậm chí chìm quá có thể lấy thân phận trưởng bối dẫn dắt Tô Sáng kế thừa ý chí của mình. Nhưng bây giờ, gần như là không còn đường quay lại, thành kiến của Tô Sáng với ông ta quá sâu rồi. Cao Hằng lắng nghe hết thì mới cất tiếng đánh giá. Từ góc độ năng lực mà nói, cậu ta đúng là nhân tài, đủ tư cách cho chúng ta phải thảo luận. Chủ nhiệm là thấy sao? Còn có thể thế nào chứ? Tên nhóc đó giỏi kiếm tiền đấy. Ít nhất là gộp cả cái đám con cháu của tôi lại, không ai kiếm được nhiều tiền như y. Cao thiếu gia muốn tôi tiếp nhận, e đây là một củ khoai nóng. Tôi không có thu nhập được thông tin chính xác như là chủ tịch chim, xong nghe qua dài tin đồn về cậu ta, rất có cá tính, rất thú vị. Cao Hằng mỉm cười rất khó hiểu. Tôi thích con người của cậu ta, nếu như cậu ta không có làm động tác nhỏ khiến cho hắn đường và thế kỷ đóng cửa, quấy nhiễu cuộc sống của nhiều người, tôi sẽ thích cậu ta hơn một chút. Nói xong, hắn đứng dậy, phủi y phục. Mấy hôm nữa tôi sẽ về Bắc Kinh thăm ông già, tôi sẽ tự đi, mọi người không cần phải tiễn nữa, cũng đừng có cho ai biết nha. Mọi người đều có chuyện, cứ bàn, không có cần để ý tới tôi nữa. Nhanh gọn dứt khoát, uy nghiêm vượt quá tụ tác. Người này mà cũng không có thể ngăn tô sáng. Chim quá, thấy mình nên có chiến lược khác thì hơn. Chim quá, tuy nói dài diệt phải dựa vào cao gia, có thể tính là một nhân vật trọng yếu của cao hệ, song ông ta là một kiêu hùng, không phải là chó của cao gia Vừa rồi vì sự việc hai sở chứng khoán đã đổ bể, uy tín của chim quá bị ảnh hưởng không ít. Nhất là nguồn con từ cái tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch kia. Chuyến này chim quá muốn kích cao già ra tài với tô sáng. Trong mắt của ông ta, tô sáng là đối thủ tiềm tàng cực kỳ nguy hiểm trong tương lai. Nhưng mà bây giờ sản nghiệp của y hầu hết còn non trẻ, chưa có tạo đủ ảnh hưởng trong nghề hoàn toàn không có chút cơ hội nào trước con quái vật cao da to lớn. Có điều, ông ta không có muốn tù sáng, bị bại trận dễ dàng mà không có phòng bị. Vì như thế, ông ta không có vớt được uy tín, cho nên chim quá mới tiết lộ thân phận của Cao Hằng cho tù sáng biết. Chim quá muốn hai bên đánh nhau sức đầu mẻ tráng, ông ta có thể ở giữa để mà trục lợi. Khi đó, chia tay ra cứu vớt tù sáng, đối lại bằng cổ phần Facebook mà ông ta đã thèm khát hoặc là ông ta có thể nhận thêm nhiều sự hỗ trợ hơn từ cao gia cũng giảng hồi thể diện của mình cao gia các người còn khốn đốn như thế trước đó sao có thể trách tôi chứ nên lần này kết quả ra sao chim quá đều có lợi chỉ riêng bằng vào quan hệ với một gia mà rất ít người chú ý cao gia đụng vào tô sáng cũng đủ chật vật rồi đây là một con bài bí mật chim quá đã giữ lại cho Tô Sáng. Ngoài ra, Cao Hằng và Tô Sáng đều là hai người trẻ tuổi kiệt xuất. Chim quá, rất mong có một cuộc đấu ra trò, xứng đáng để cho ông ta mở cái chai rượu vang cùng Lưu Chấn Sinh thưởng thức xem trò vui. Quyển 6, chương 178, Gặp mặt Một ngày trước hội quay về trường của Đại học Thượng Hải, Tô Sáng trở thành khá nhàn nhã, vì hoạt động này chuyện học tập trong trường giảm đi nhiều vì từ giáo viên lẫn sinh viên đều là tất bật chuẩn bị chỉ có duy nhất một tên lớp trưởng bại hoại hắn là không phải là thành viên hội sinh viên đâm ra mọi thứ nhẹ tên trong khi về công việc thì tô sáng đã có lý bằng vũ làm trợ lý chạy qua chạy lại giữa trường học và công ty công việc giảm nhẹ đi không ít tô sáng cứ hối hận trước kia không có nghe lời của dương thanh lập nguyên văn phòng trợ lý riêng nếu không y đã được sung sướng từ lâu rồi. Tiếc là gần đây cái phòng 602 không có thích hoạt động tập thể lắm. Trương Tiểu Kiều mất tích, không rõ có phải là cùng Nguyễn Tư Âu hoạt động bí mật không. Rất khó đoán vì hắn sống cực kỳ nội tâm. Còn Lý Hàn đi yêu đương là cái chắc rồi. Tên này vui buồn, đều viết rõ lên mặt, muốn giấu cũng chẳng nổi. Tiêu hút thì luôn tự kỷ trong phòng, chuyện phải dai tiền của tô sáng với hắn mà nói thật sự là một gánh nặng đang chuyển nó thành động lực học tập đường vũ vốn bận rộn từ gần một tháng nay tô sáng bỗng dưng thất nghiệp cô đơn đi nhận thư về soạn ra xem thấy có một cái giấy mời tham gia một buổi tọa giảng vị giáo sư này khá có tiếng tuy già nhưng mà cái nhìn thì mới mẻ dù sao cũng thất nghiệp về phòng chỉ đọc sách thôi thì cũng thế cho nên tô sáng quyết định đi xem Địa điểm là một cái phòng học bình thường ở khu giảng đường số 3, không phải là giảng đường đa truyền thông lớn, xem ra không phải là một buổi tọa giảng được chú ý cao, không quan trọng, nội dung thu hút được rồi. Chủ đề nền kinh tế trong game trực tuyến, giá trị ảo và thật. Chủ đề này về sau game online nở rộ được rất nhiều người phân tích. Thậm chí còn cạnh tranh bảo vệ cái tài sản trong game online nhưng mà lúc này nó vẫn còn khá mới mẻ, đáng chú ý. Tô sáng, ăn mặc bình thường, quần jean loại rộng thùng thình, chứ không phải là bó thích vào người như các cô gái để khoe mông khoe đùi. Cái áo phòng đen, một cái mũ lưỡi trai. Vì rảnh rỗi, cho nên y đến từ rất sớm, ngồi ở hàng ghế thứ năm. Không xa, cũng không gần, lấy từ trong túi đeo dài ra một cuốn sách nhỏ, dắt chéo chân, vừa đọc vừa đợi đang chăm chú ngồi đọc sách đột nhiên bên cạnh có một tiếng rầm làm cho tô sáng giật nảy cả mình quay đầu sang thấy tống chân đặt sách ở bên cạnh y hai tay khoanh trước ngực rất kiêu ngạo ngồi xuống chân phải dắt lên chân trái mắt nhìn chằm chằm về phía trước hiện giờ người tô sáng không muốn gặp nhất chính là tống chân theo như tin tức mới của lâm hoàng đóng thu thập được tập đoàn sam xuyên không quen bình có cả thù trong lẫn giặc ngoài Tô Sáng nghĩ một nữ nhân điển hình theo đuổi sự nghiệp như vậy á, đáng lẽ ra phải bận lắm chứ, sao mà còn rảnh rỗi đi tới buổi tọa giảng không có đáng chú ý này. Một phương diện khác, bất kể là Tống Trần chọc vào ai, ai muốn cho cô bé này một đoàn chí mạng đều không có liên quan tới tù Sáng. Y không phải là thánh chạy đi cứu giúp toàn thế giới, đây là chuyện của Tống Trần và tập đoàn Sam Xuyên mới đúng. Đương nhiên Tô Sáng sẽ nhắc nhở Tống Trần đang giờ như không có thấy mình. Nghe nói gần đây có người muốn nhắm vào công ty của cô có phiền toái tới nhà rồi phải không? Tống Trần mắt nhìn về phía trước chẳng hề giống như đang nói chuyện với người bên cạnh. Phiền toái thì ngày nào cũng có quan trọng là phải xem bản thân xử lý ra sao. Không phải là anh thấy tôi quá nhàn nhã cho nên mới hỏi câu này chứ. Nếu chuyện gì cũng tự mình làm thì công ty bỏ tiền thuê nhiều người như vậy làm gì? Còn nhóc này, tâm tư thật là nhảy bén. Xong tù sáng, phải thừa nhận tống chân nói đúng. Mình lo cho người khác, thật là thừa thải. Tập đoàn xăm xuyên còn mạnh hơn toàn bộ sản nghiệp của y cộng lại. Tiếp đó, giáo sư trên 50 tuổi tới, chỉ có chưa tới 100 người tham dự. Nhưng mà ông ta không có gì thế mà nói qua loa cho xong chuyện. Giảng giải rất sai sưa tâm quyết tô sáng vừa nghe vừa lấy sổ tay ghi chép nếu không á tính tới vấn đề tủ tác kiến thức của vị giáo sư này thật sự phù hợp cho nhu cầu sắp tới của facebook trung quốc tô sáng có kế hoạch nhúng game vào cái nền tảng mạng xã hội này xem ra cứ nên góp ý với kiều thụ hâm một tiếng kết thúc cái buổi tọa đàm hai tiếng tô sáng hài lòng vỗ tay cất sách dở xong tâm trạng rất tốt quay đầu sang cười chị tống chanh tiền xe đã trả cho cô rồi chứ tôi còn nợ cô cái gì không mặc dù cái buổi tọa giảng xuất hiện một cô gái như là tống chân làm cho người xung quanh cảm thấy không ổn chuyến đi này có điều tô sáng biết nếu phải đối diện với một khuôn mặt mang theo cái hơi lạnh không nói không rằng của tống chân thì người xung quanh quyết không có cảm thấy tươi đẹp như vậy tiền bồi thường đúng là đã nhận được có điều ở cái chuyện này tôi nên mời anh ăn cơm mới đúng Nhờ anh mà cái chuyện không có tệ hơn. Tống Trần nhìn tù Sáng một cái, giọng như làm theo phép tắc thông thường. tù Sáng chưa kịp trả lời Tống Trần đã đứng dậy, cầm lấy sách, mang theo một làn u hương thoang thoảng. Buổi trưa gặp nhau ở cổng chính, 12 giờ. Không cần mà. tù Sáng cười khổ, gần đây cái phong trào nữ quyền lên ngôi hay sao á, y toàn là gặp phải những cô gái mạnh mẽ thế này. Tôi đã đặt chỗ rồi tống chân dơ điện thoại lên lắc lắc rồi ôm sách bước thẳng đi đến buổi trưa tô sáng đành phải tính giờ ra cửa tống chân không có lái xe mặc một chiếc váy liền thân qua nhỏ trang nhã tỷ lệ chân cực chuẩn làm cho người ta nhìn mê mệt bọn họ không có đi xa vào nhà hàng đặc sản của thượng hải ngoài cổng trường không phải là phố ăn giặc mà gần bên khách sạn rào khá có cấp bậc tô sáng theo tống trần tới một phòng nhỏ thấy có một phụ nữ trung niên từ cách ăn mặc và khí chất cho người ta một cảm giác nhẹ nhàng tu sáng ngạc nhiên quay sang nhìn tống trần thái độ của tống trần thay đổi hẳn từ lãnh đạm chuyển sang quyến rũ đây là mẹ tôi hôm nay mới vừa từ mỹ tới đó mẹ của tống trần không biết tống trần có ý gì đây nhưng mà với người lớn tuổi tu sáng luôn lễ phép chào gì cháu là Tô Sáng, bạn của Tống Trần. Mẹ của Tống Trần là một người phụ nữ, khiến người khác không nhìn ra được tuổi thật, không có được dung mạo tuyệt thế như là một tuyền, nhưng mà qua cái tuổi trung niên, vẫn giữ được cái vẻ đẹp thiên nhiên như vậy rất ít, có cảm giác trẻ, rất trẻ, song không phải là một khuôn mặt baby như là Tống Trần. Đào Tình đang ngồi nhàn nhã uống trà, không hề có một chút vẻ mệt mỏi nào vì phải đi xa nghe con gái giới thiệu và tô sáng chào hỏi lòng ngạc nhiên lắm chưa có bao giờ tống chân để cho một nam nhân xuất hiện trong không gian riêng của mẹ con mỉm cười với tô sáng à tiểu tô sao cháu ngồi đi dạ cảm ơn gì tô sáng đi tới lợi dụng góc độ của mẹ tống chân không có nhìn thấy dùng ánh mắt hỏi tống chân bày cái trò gì tống chân cười giả hoạt lại dùng cái chiêu giờ không thấy thân thiết ôm lấy tay của mẹ mình, đầu ngã sang bên dựa vào vai của bà. Đào tình vỗ gò má mịn màng của Tống Trần hiền hòa hỏi, con về nước cảm thấy thế nào? Cũng quen rồi, cậu đã chuyển mãn thương nghiệp điện tính cho con quản lý rồi, năm sau khả năng sẽ tăng thêm hai nghiệp vụ nữa. Khi đó cậu sẽ rút ra dần toàn bộ nghiệp vụ của tập đoàn ở Thượng Hải, còn cậu sẽ tập trung vào đầu tư địa ốc. Thù sáng thường là tưởng tượng gia tộc của Tống Trần hắc ám lắm, dù cha mẹ con cái cũng giống như trong phim quy hay xem, lạnh lùng xa cách, lấy gia tộc sự nghiệp làm đầu. Bây giờ Tống Trần làm nũng mẹ như vậy, xem ra mình đúng hay là tưởng tượng linh tinh. Đồng thời, Tô Sáng chú ý tới tin tức tương lai của Tống Trần sẽ tiếp quản nghiệp vụ thị trường của Thượng Hải, thành một nhân vật có sức nặng của tập đoàn Sam Xuyên trong nước. Bây giờ đang từng bước quá độ Chẳng trách hiện giờ độ tuyên truyền cô gái này đang tăng lên dùng dục. Giống như cách làm của Lâm quang Đống muốn mình tổ chức họp báo trong trường vậy. Dùng cái độ nổi tiếng cá nhân dần chuyển sự chú ý sang công ty. Tức là xăm xuyên sẽ có bước đi lớn. Có lẽ có kẻ gì cảm nhận được cái mùi nguy hiểm. Cho nên mới ra cái đoàn hạ gục con cá mập nhỏ này. Quyển 6 chương 179 gặp mặt Mỹ nữ luôn luôn thu hút, một quý nữ hào phiệt nắm đại quyền sẽ là một đề tài đàm luận của cái gọi là nhân sĩ thượng lưu. Trần Khải Thụy lần trước chụp ảnh Dương Thành lên trang nhất của tạp chí Văn hóa thời thượng, tạo tiếng vang lớn, không chỉ mang lại danh tiếng cho Dương Thành ở Thượng Hải mà còn nâng cái độ cao thu hút của tạp chí. Vốn lẽ định dựa vào cái trận gió đông này, Dương Thành sẽ tiến quân vào Thượng Hải nhưng đã bị tu sáng ăn chặn mất tiền. Hiện tại Trần Khải Thụy còn đang ấp ủ tham vọng chụp ảnh của Dương Thanh mặc bikini. Nhưng mà lần này đừng có hồng tu sáng giúp hắn. Thầm nghĩ may mà hắn chưa có gặp đường vũ. Nếu không mình rắc rối to rồi. Cái tên ái nam ái nữ đó cực kỳ phiền phức. Tu sáng đối phó rất là mệt mỏi. Đây là chuyện tốt. Thị trường trong nước đang phát triển mạnh. Cha con nhiều lần yêu cầu tập đoàn điều chỉnh phân bố ưu tiên trong ngoài nước coi trong thị trường quốc nội tương lai dài năm nữa thôi mở rộng thị trường trong nước sẽ là trọng điểm chiến lược của tập đoàn đào tình nói xong mới trách yêu con gái nhưng mà mẹ không có hỏi con chuyện này con thật là chỉ biết để ý đến chuyện kinh doanh thôi cuộc sống còn nhiều cái khác quan trọng không kém mà vừa nói vừa nhìn tô sáng đầy ẩn ý ánh mắt của đào tình làm cho tô sáng cảm thấy không đúng Trước tiên, hai mẹ con của họ thể hiện sự thân mật trước mắt của người ngoài như mình. Sau đó còn nói chuyện kế hoạch của tập đoàn Sam Xuyên. Rõ ràng không coi y là người ngoài nữa rồi. Không lẽ mẹ của Tống Trần hiểu lầm cái gì chứ? Cô nhóc này rốt cuộc bài trò gì đây? Mẹ, con trả lời mẹ cũng đã quen rồi. Tống Trần cười rõ ngọt. Mẹ, sao mà đột nhiên lần này mẹ về nước bất ngờ vậy? Chẳng có nói trước cho con cái gì cả. Lần này mẹ quyết định đột xuất Chú hai của con Cùng cả chú Triệu cũng tới Có vài chuyện phải xử lý Đi dội vàng quá Cho nên không có nói trước với con Chẳng phải là mẹ về một cái Là tới thăm con luôn sao Đào tình không có để ý tới con gái nữa Quay sang tô sáng Tiểu tô cháu là bạn Hay là bạn học của chân chân gì bọn cháu là bạn Tình huống này Tô sáng thấy ít nói một chút là tốt nhất không có làm phức tạp thêm tình hình. Mẹ, con về tô sáng là bạn làm ăn, thượng mạch của anh ấy và tấn thông của con đang có hợp tác thương nghiệp. Tổng Trần càng nói hai bọn họ không có gì thì đào tình càng khẳng định chắc chắn. Bạn làm ăn thôi, làm sao mà lại đưa tới đây được chứ? Về phía con gái, tất nhiên có một sự rụt rè giữ kẻ rồi. Đào tình gật đầu. Lỗ đồng thăng của Gina Telecom là bạn học cũ của gì đó, quan hệ không có tệ lắm. Yên tâm, hai đứa còn trẻ có tiền đồ. Làm trưởng bối tất nhiên, nâng đỡ bắt cầu, làm mối cho hai đứa. Lỗ Đông Thăng là chủ tịch China Telecom. Nếu mà sam xuyên không có mối quan hệ này, Tấn Thông và Tống Trần đã chẳng có thành SB tốt đầu trong nước rồi. Ngoài ra, Thượng Hải này, cha con còn có vài người bạn. Lý Siêu Hoa, con của chú Lý cùng tủ với hai đứa, cậu ta bây giờ kinh doanh lớn lắm, kinh nghiệm phong phú, hai đứa nên tiếp xúc nhiều một chút, học hỏi lẫn nhau thêm tiến bộ. Tô Sáng thấy choáng luôn, mẹ của Đào Tình nói cái gì cũng là hai đứa hai đứa, còn muốn giới thiệu hết người này tới người kia cho bọn họ. Cho dù mình là đối tượng của Tống Trần thật, thì cũng không có cần phải nhanh vậy chứ. Dạ, Tống Trần giả bộ ngây ngô, không có hiểu ý mẹ mình, ngoan ngoãn đáp. Biết mẹ về nước, dì trương á còn nói mẹ phải dẫn con tới nhà của dì chơi muốn gặp con một lần đó xem bao năm qua con lớn thế nào rồi ở bên ngoài người ta gọi trương minh á là người nối nghiệp của đế quốc truyền thông trương thị ở bên ngoài người ta gọi trương minh á là người nối nghiệp của đế quốc truyền thông trương thị cái thằng bé đó không tệ nha những người đào tình nhắc tới đều là những nhân vật kiệt xuất trong lớp trẻ của thượng hải chỉ cần tu sáng lăn lộn trong thương trường không có quá mức thiếu hiểu biết thì hắn sẽ biết tới những người này. Nếu tù Sáng chỉ là một người bạn của Tống Trần, bất kể là bạn gì, bạn làm ăn hay là bạn học cũ, đau tình đều tuyệt đối không có nói những lời này. Nhưng tình hình bây giờ rõ ràng không có đơn giản như vậy, con gái chưa có bao giờ dẫn bạn nam tới gặp riêng mình như vậy, hàm nghĩa trong đó liền rõ rồi, nếu còn coi Tô Sáng như là người thường thì đầu óc của đào tình nên dứt đi. Mặc dù đào tình có thiện cảm với tô sáng ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngoan ngoãn, lễ phép, chân thật, nếu là con cái người bạn nào đó, bà sẽ hết sức yêu thích, tán thưởng. Nhưng để làm con rể của bà là một chuyện khác. Người theo đuổi tống chân toàn là thanh niên tài tuấn. Sao có thể nhìn trúng một chàng trai trông có vẻ bình thường thế này? Con không có hứng thú với kiểu biến tướng tương thân đó của mẹ huống hồ cái gì mà là thanh niên kiệt xuất chứ toàn là một đám truyền thông hiếu sự nói giống lên tù sáng lòng sáng như gương cho nên chẳng có cảm thấy gì nhưng mà tống chân sao không hiểu ý của mẹ cô cô gái này một khi mà không hài lòng là luôn rất thẳng thắn trực tiếp mẹ mẹ có nghĩ tới không tô sáng khả năng là một bạn trai của con trước mặt anh ấy mẹ bảo giới thiệu cho con người này người kia mẹ không có nghĩ tới cảm thụ của anh ấy sao? Đào tình mỉm cười nhẹ nhàng hỏi. Tiểu tô, dì chỉ nói thế thôi, không quý gì đâu. Cháu đừng có để bụng nha. Tô sáng bây giờ mới sực tỉnh, hàm ý vừa rồi của đào tình, té ra không có hài lòng với chàng rể mình đây rồi, xua tay. Dì đào, dì đừng có hiểu lầm, cháu và Tống chân đơn thuần là bạn, cùng đối tác làm ăn thôi. Cô ấy thích đùa nghịch, cháu không có may mắn đó đâu à. Đồng thời Tu Sáng nhận ra một tính cách nữa của Tống Trần, trường phái, tổng tiến công, rất là chủ động, thích dắt mũi người khác. Tống Trần nhìn Tu Sáng một cái đầy thâm ý, lắc tay của mẹ mình. Mẹ, vừa rồi con chỉ trêu mẹ vậy thôi, con và Tu Sáng không có gì hết. Tu Sáng có cảm giác bị Tống Trần nói như thế, những lời quy lúc nãy bỗng nhiên thành càng bôi càng đen, thậm chí có thể hiểu là chua sót tự ti hơn nữa y không có thể bắt bẻ gì tống chân được rõ ràng con bé này nói là đùa rồi tô sáng hận ngứa rằng con bé này hư quá đi phải đánh đứt mới được đau tình cười hiếp mắt không sao không sao mẹ không có nghĩ gì hết á quả nhiên không có coi tống chân nói đùa lùi lại mà nói cho dù chưa có tới mức bạn trai bạn gái thì cũng ngấp nghé rồi vì tống chân đối xử đặc thù với tô sáng là thật Bữa cơm tiếp đó diễn ra trong không khí vui vẻ. Đợi cho tô sáng lên về trường, tống chân cùng mẹ vào xe hỏi mẹ của mình. Mẹ, thấy anh ấy thế nào? Hai đứa ngủ với nhau rồi sao? Đào tình nhướng mày lên hỏi thẳng. Chưa. Tống chân lắc đầu, mặt ửng đỏ. Vậy thì tốt. Tốt là chưa. Cái thằng bé này cũng khá. chững chạc, không có phù phiếm. Tính cách rất lành. Có điều không có khí thế được như là cha của con, giống như là chú ba của con. Tính cách quá hiền, thành ra trong tập đoàn lẫn trong nhà không có tiếng nói cái gì cả. Mà nhà ta không có giống nhà khác rồi, người ta bình phẩm là hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta gia nghiệp lớn, đấu đá suốt ngày. Nếu như không có cha còn chống đỡ, không biết bao kẻ, giả tâm lan sói nhắm vào hai mẹ con ta rồi. Người hiền lành vào nhà của chúng ta chỉ có đường bị ức hiếp thôi, bị cha đạp, khinh bỉ thôi. Con còn nghĩ bình phàm là hạnh phúc nữa sao? Như thím ba của con, cả một đời hận chú ba, mềm yếu, trong nhà suốt ngày xung đột cãi giả. Mẹ, mẹ không có thể lấy tiêu chuẩn cha con ra mà xét được chứ. Tổng Trần dứt quát nói, Tô Sáng tuy là hiền lành, nhưng không có phải là người dễ bắt nạt đâu. Nhìn con gái một hồi, đau tình thở dài, Chân chân, mẹ hiểu con, đây không phải là tính cách của con. Con chỉ nhất thời xúc động thôi, sẽ nhanh chóng qua đi. Đương nhiên, mẹ không có định can thiệp vào chuyện của con, chỉ đưa ra kiến nghị thôi. Nếu mà con đang ở thời gian quan sát, vậy thì tiếp xúc nhiều một chút đi. Con mới về nước, đừng có quyết định dội. Nếu một năm sau, con nói với mẹ, con vẫn thích cậu ta, vậy thì mẹ chúc phúc cho hai đứa đó. Tống Trần chuyên tâm lái xe rơi vào một khoảng thời gian trầm mặc kéo dài. Các bạn vừa nghe xong tập 128 Thành Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.